được xem như viên ngọc sáng trong kho tàng văn hóa dân tộc. Hát bội là bộ môn kịch hát kinh điển trong nghệ thuật sân khấu truyền thống nước ta. Hát bội còn có những tên gọi khác là tuồng hay hát bộ. Có nhiều cách phân tích, lý giải của các nhà nghiên cứu cho thấy những cách gọi khác nhau ấy đều có nguồn gốc, nhưng mọi người cũng đều nhất trí rằng hai tiếng hát bội là cách gọi phổ biến nhất. Tên gọi này cũng đã được ca dao lưu dấu. Má ơi đừng đánh con đau, để con hát bội làm đào má coi. Miền quê bán sơn địa này của Hoài Ân, Bình Định từng là hậu phương lớn của khu 5 trong kháng chiến chống Pháp. Lịch sử hát bội Việt Nam đã sang một trang mới. Từ cung đình, hát bội đã lên rừng cùng kháng chiến. Hồi đó ở cái liên khu Nam này là có ông cụ Hoàng Châu Ký. Ảnh là ảnh hiểu về tuồng. Ảnh mời các cái nghệ nhân đó, mà được cái sự đồng ý của khu ủy Nam. Thì lúc bây giờ là thành lập cái đoàn tuồng liên khu Nam. Từ năm 52 thì là con cái chỉ thị của Trung ương về phục hồi văn hóa dân tộc. Thì ông khu ủy ông ấy thảo luận, ông xây dựng phục hồi lại nghệ thuật hát bội này. Và điều tôi qua là đứng ra xây dựng. Lúc bây giờ rất khó khăn vì là kháng chiến được các nghệ sĩ họ tăng cư mỗi người mỗi nơi. Và có một số tỉnh không có lệnh chính thức, là có số tỉnh là cấm tuồng. Cho nên là họ bất mãn. Nhưng tập hợp được cái đoàn ít người. Và ba tôi hồi đó là có một ít ruộng của ông nội cho, tức là ruộng dẫn cưới đấy, tức là để mà ba tôi cưới vợ đấy. Thì ba tôi về quê xin phép ông nội bán cái ruộng đi và để dùng cái kinh phí đó, tại vì kháng chiến làm gì có tiền, để mà đi tìm những nghệ nhân như là ông Nguyễn Nho Túy, ông Nguyễn Lai, bà Ngô Thị Liễu. Lúc đó là họ tản mát khắp các nơi rồi và thành lập cái đoàn tuồng đầu tiên, gọi là đoàn tuồng Liên Khu 5 đấy. Thì chính cái đoàn tuồng này, những người nghệ sĩ của thời trước ấy, họ đã gặp nhau lại trong cái đoàn tuồng với một cái không khí hoạt động khác. Họ viết vở, họ cùng nhau gây dựng, và ba tôi thì là coi như là có thể nói là lăn lộn với cái đoàn tuồng ấy. Vừa viết kịch, vừa đạo diễn, đôi khi là thiếu người thì ông đóng vai phụ nữa. Thậm chí đánh trống chầu hay là làm cái việc gì đấy, tức là ông hoàn toàn hòa đồng với những người nghệ sĩ đấy. Tin tức về việc ra đời của đoàn tuồng Liên Khu 5 nhanh chóng truyền đi khắp các tỉnh miền Trung. Chỉ một thời gian ngắn, hầu như tất cả những tên tuổi lớn của nghệ thuật tuồng trong miền đều khăn gói đến với Hoài Ân. Tuồng Chị Ngộ, cái biểu tuồng đó là biểu tuồng đinh mà quan trọng nhất. Ví dụ như mình cần xuất quân để đánh một cái trận nào ở đâu đó, thì diễn, cái đêm mà diễn biểu tuồng Chị Ngộ đó là tất cả súng đạn phải kiểm tra. Chứ bởi vì thấy là cam thù mà, bởi vì biểu tuồng Chị Ngộ là có những cái thằng tay, những thằng tay hầu nó tra tấn cái anh cán bộ mình đó, dữ lắm. Cho nên ngồi dưới hủ quốc cơ sở họ bán đấy. Cho nên là hồi đó như thế, những cái giáo tuồng mà diễn ở Chị Ngộ phục vụ thường phục vụ quân đội là phải kiểm tra. Trước khi đi tập kết ra Bắc năm 54 thì cái bãi này là cái bãi mà tập kết quân cuối cùng, thì văn nghệ Liên Khu 5, trong đấy có tuồng, có dân ca, là biểu diễn tại bãi này để phục vụ cho bà con nhân dân ở cái địa bàn Hà Đông nói riêng, Ân Hữu nói chung, và cái xóm này là xóm 2 Hà Đông. Châu cha, cái đêm đó là dân tình nói chung là rất là phấn khởi, vì thấy cách mạng chuẩn bị đi tập kết, thì như vậy tôi có triển lãm nói lên cái lớn mạnh của quân đội, và đồng thời biểu diễn văn nghệ để phục vụ cho bà con, làm cho bà con rất là phấn khởi, hồ hởi và rất là tin tưởng cách mạng. Đoàn tuồng Liên Khu 5 có duyên nợ kỳ lạ với Hoài Ân. Đất này đã chứng kiến họ ra đời, đưa tiễn họ đi tập kết ra Bắc năm 1954. 10 năm sau lại đón họ trở về với cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và Hoài Ân cũng chứng kiến một mất mát đau đớn của đoàn tuồng này. Sau khi xã Hữu được giải phóng năm 1963,
Thì sau một năm thì đoàn tuồng của Liên khu 5 đi tập kết ra Bắc trước đó và được phân công về để nhằm đi biểu diễn các cái khu được giải phóng của xã An Hiểu và các xã lân cận. Thì lúc đó chưa đi thì đoàn tuồng về ở tại xóm tôi và cũng ở vào nhà dân và nhờ dân tạo điều kiện giúp đỡ và đoàn tuồng làm công tác dân vận rất là tốt. Thì như vậy đoàn tuồng đã đi vào biểu diễn tại xã An Tường, đi qua khu vực Gò Loi thì bị địch nó phát hiện, vì lúc đó là khoảng 5 giờ rưỡi sáng. Trực thăng phát hiện xong thì bộ binh và cùng với trực thăng nó yểm trợ lẫn nhau và nó bắt đoàn tuồng. Thì khi đó là cái việc phục vụ biểu diễn trong cái đợt đó thì bị không đạt yêu cầu. Có đoàn tuồng đó là do Bộ Văn hóa Chi viện vào, mà đúng nghĩa ra là một cái đoàn nghệ thuật tổng hợp vào đây thì cái đơn vị đó là ưu tiên đưa xuống Bình Định để phục vụ trước, thì không may một cái tức là ở đó là bị Mỹ nó đổ quân nó bắn, bắt gần gọn. Thế mà nó cũng có một cái, nó còn một chút may mắn, tức là trong cái số đó thì có 6 người vừa là thoát ra được, nhưng cũng có những người tức do bệnh tật không đi trong đấy, nên là còn 6 người. Thì 6 người thì lại chia đều ra là 3 là dân ca bài tròi mà 3 là tuồng. Thế là lúc bây giờ tỉnh Quảng Nam và đặc khu Quảng Đà, hồi đó là Quảng Nam Đà Nẵng là chia đôi, mới mời về, mời 3 ông tuồng về đây và 2 ông dân ca, để mà một là đào tạo cho cái tuồng, thành lập cái đoàn tuồng giải phóng này. Thế là chính thức mà thành lập cái đoàn tuồng này là 21 tháng 7 năm 67 ở tại đây. Tức là trong cái rủi của đoàn khu 5 thì có một cái mai, tức là lúc bây giờ là tỉnh ủy Quảng Nam cũng nhạy bén, đã quyết định thành lập cái đoàn tuồng giải phóng Quảng Nam và mời các cái vị còn lại nó xuống làm công tác đào tạo. Từ 3 hạt giống còn sót lại của đoàn tuồng Liên khu 5 sau sự kiện ở Hoài Ân là các ông Tư Bửu, Lê Quang Ngạch và Nguyễn Văn Điền, một vụ mùa mới của hát bội kháng chiến lại tiếp tục sinh thành trên đất Tiên Lãnh, Tiên Phước. Đó là đoàn tuồng giải phóng Quảng Nam. Về đây là dựa vào dân ở đây, chung quanh ở đây là bà con, thế là bà con mới lại giúp đỡ cho về mặt hậu cần, về mặt lương thực, về mặt thực phẩm, rồi chăm lo trong cái đấy. Và cái khu vực này cũng được đảm bảo an toàn tuyệt đối để anh em tập luyện, học tập trong vòng 6 tháng để mà xây dựng xong cái đoàn tuồng và phải có tiết mục để ra quân đi phục vụ xuân 68, tức là cái chiến dịch Mậu Thân. Nghệ sĩ nhân dân Trần Đình Sanh là một trong những người có mặt ngay từ những ngày đầu của đoàn tuồng giải phóng Quảng Nam. Ngày ấy, ông Sanh hãy còn trẻ lắm, cho nên hôm nay khi vừa nhận ra ông, bà cụ giám đã thản thốt kêu lên: "Chu cha ơi, mày là thằng Sanh đây mà." Thằng Sanh này. Ôi trời ơi, ôi mới nói vậy chưa, trời đất ơi, mẹ cho ơi, chứ mới nói vậy chưa đây. Ôi trời ơi, ôi mẹ mới nói vậy chưa mà nó quên mất rồi, giọt của rồi mà. Ôi mẹ ơi, sao mời cho nhỏ uống nước. Ở tuổi 92 mà trí nhớ của cụ giấm thật khác thường. Bà vẫn còn nhớ vở tuồng đầu tiên của đoàn được dàn dựng và biểu diễn cho bà con xem là vở Trần Bình Trọng. Không chỉ nhớ tên những người lãnh đạo như ông Hoàng Minh Hiệp, ông Tư Bửu, mà bà còn nhớ gần hết tên của 28 người trong đoàn ngày ấy. Năm 1969, có 3 diễn viên ở miền Bắc đã vượt Trường Sơn vào đến Tiên Lãnh để tăng cường cho đoàn tuồng Quảng Nam là Hoàng Xuân Nông, Ngọc Sơn và Can Đình Cửu. Bà giấm cũng nhớ không sót người nào. Mỗi lần là đón quân ở đây an tập ở nhà xa đây. Không ở nhà tôi, nhưng mà ở cái nhà ở đằng xa đây. Nhưng mà hồi nữa tôi làm là liên tổ phụ nữ. Thế là hết cái chi tôi đến là tôi coi hết là tôi đi. Đi vận động cốt nhà hết cho họ chung góp lại. Tôi biểu người với tôi gái đi tới
cho đội tuồng. Rồi cái đội tuồng xong rồi cái là gánh đi tới trong trại. Những cánh đồng thung lũng của Tiên Lãnh nhỏ hẹp, cỗi cằn đầy sỏi đá. Hột lúa của Tiên Lãnh được chắc chiêu mỗi năm chỉ một vụ mùa, vốn nhỏ nhoi, ít ỏi. Cây lúa của Tiên Lãnh ngày ấy không chỉ bị quăng quật bởi mưa bão vốn thất thường khắc nghiệt của đất miền Trung, mà còn phải mọc lên trong mưa bom thuốc độc. Hát bội của kháng chiến Quảng Nam được nuôi nấng bằng chính hột lúa này. Cái vở Trần Bình Đạm là cái vở đầu tiên. Rồi đi chiến dịch Mậu Thân xong rồi còn quay trở về đây nữa. Quay trở về đây rồi tức là tiếp tục tập huấn dàn dựng các cái vở nữa, ví dụ như là cái Trưng Vương Đề Cờ, rồi cái Trần Quốc Toản Ra Quân, rồi sau đó là cái Lam Sơn Khởi Nghĩa. Sau cái năm 69 đầu 70 là bắt đầu tình hình chiến trường là mất càng ngày càng căng. Mà cái nhu cầu biểu diễn thì vẫn còn, nhưng mà có cái tức là cái yêu cầu phát triển nghệ thuật thì nó gặp phải trở ngại. Bởi vì ở điều kiện chiến trường học tập phát triển không được, mà có nguy cơ tức là không đảm bảo được lực lượng. Vì vậy cho nên tỉnh, lãnh đạo tỉnh và tính toán là chọn 14 anh chị em để gửi ra Bắc làm tạm. Với một cái lúc bây giờ cũng là cái hoài vọng là đưa ra ngoài kia, tức là cái bà con, là các cái người thầy của Quảng Nam ở ngoài đấy còn nhiều, với một cái hy vọng tức là ở đây là dựa cái lực lượng này, chưa nói đến nhà nước. Nhưng mà dẫu sao nữa là khi đi ra ngoài thì mình phải đi với con đường chính thống, cho nên là bởi vì lúc bây giờ đi cũng căng lắm. Giấy tờ thì đi năm 70 nhưng mà ông ghi là năm 66, nên là ở Bắc Hiền gửi cho ông cụ chẳng hạn như thế, tao không biết là hồ sơ là như thế đi đấy. Thế đi ra ngoài đấy thì bởi vì thế cho nên đi theo con đường chính thống, mà ra ngoài kia thì cục đóng tiếp công bộ B người ta tiếp nhận, cục đóng tiếp công bộ B của Ban Thống Nhất Trung ương tiếp nhận và bố trí về, tức là sau một thời gian an dưỡng khoảng 3 tháng này bố trí về học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam. Hôm nay, ông Nguyễn Ngọc Thừa, người trưởng đoàn đầu tiên của đoàn tuồng giải phóng Phú Yên, về thăm lại một diễn viên cũ của đoàn là bà Hồng Nhị. Đoàn tuồng giải phóng Phú Yên được thành lập từ năm 1963. Dù lực lượng tinh hoa của giới hát bội trong chống Pháp đã tập kết gần hết ra Bắc, song những hiệu quả tuyên truyền cách mạng và vận động lòng yêu nước trong nhân dân thông qua nghệ thuật hát bội mà đoàn tuồng Liên Khu 5 là một điển hình, đã làm cho thế hệ cán bộ lãnh đạo cách mạng ở các tỉnh miền Trung trong thời kỳ chống Mỹ đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức hoạt động này. Bà Hồng Nhị có một kỷ niệm không quên thời ở rừng. Đó là một lần đứa con mới 2 tháng tuổi của bà đã bị bầy khỉ bắt đi. Con mình khổ mà tổ khổ vô gấp. Mà khi mà địch đó, địch nó tới là hàng trục tiêu Mỹ rồi, nó tới bắt đầu chuẩn bị khăn rồi. Chuẩn bị khăn đỡ mình nhét vô họng nó. Nhét họng mà mới có 2 tháng mấy. Đỡ chuẩn bị được cứu anh em cho đăng mà đoàn đông. Với cái tổ xuống, mà sao nó khiến làm sao mà nó không có cất. Vô vô gai vô bụi người lắc đồ gì ôm xào xào. Bộ nó đi, tối là bộ đi. Mà khi mà sợ nó cất. Cái bụng cái miệng trước mà sao nhỏ khiếm nó không có khóc, nó sát bên hết. Bắt đầu cái giai đoạn đó không biết đường dừa cái hết, cái dừa cái quen. Cái quen bắt đầu bỏ trong cái củi, con bỏ trong cái củi đó đi tập phép. Ông anh nào làm đồng trưởng này đi bắt đầu đi tập phép rồi đi. Lo hát cái mưa mang cái bỏ con quên đi ra cái thấy cái trùng nhớ trực lại đứa con cái bỏ. Nghĩ ra thấy một bầu khỉ luôn, bầu khỉ. Trời ơi, nó dành nó ôm gì. Nó la lên, wow, anh em ơi, khỉ nó âm con em mất à. Đọc đọc, lấy súng này âm được ra. Trời ơi, nhồi quýnh, lấy thứ gì còn quýnh, đợi cho nó thả nó, nhảy á. Nhảy cái thả, trời ơi, ôm đứa con lại mà khóc, trời ơi, khóc gì mà khóc, đâu không.
mà tao khi cái giờ cái mừng mừng á, hết đợt rồi nó rút máy bay nó rút ôm con gì ạ, mừng mà khóc trong người bắt đầu đi đi phục vụ á, phục vụ đoàn á, phục vụ bộ đội á, 2-2-3 tiểu đoàn 13-296 2-1-2-2 rồi phục vụ là cứ ôm con đi theo, cứ đi theo mấy đứa hả, chưa tới cái lớp nó ôm nó giữ, nó ôm nó giữ rồi tao lớp chị la. Thì mình chỉ phục vụ mà vừa lắng nghe quần chúng thử được hay không. Người ta được thì được, nhưng mà sao ghét các bộ á, cứ ư biết rồi. Thì tôi vai trò lúc đấy tôi nhỏ 20 tuổi thôi, nhưng mà tôi cũng tham gia. Ông dù sao là ông cũng ông thầy. Ông thầy của mình lãnh đạo, anh đạo cho ông là thầy. Ông là hàng ngày ông lên sân tập là ông tập cho mình mà. Lúc mình ở dưới là mình chỉ đạo, mà lúc mình lên là mình là cái người học trò. Thì với tình chú cháu anh em nói thiệt, bây giờ cháu theo cháu muốn vậy. Về cái đường nét, về cái dàn dựng là cái quyền của chú rồi. Đáng phân cứu chú cho làm đạo diễn thì chú phải chịu trách nhiệm đức đáng. Nhưng ở phần này là cháu xin góp ý tình cảm chú cháu nói thật. Giờ mình bỏ ứ bớt được không? Thì ổng có cái lập luận nó bỏ ứ được sao được. Hát khách thì nó phải có ứ. Ứ rồi nó phải có nghiệp, phải có trường canh. Mà giờ làm sao bỏ được chú? Nếu tôi bỏ được hả chú à? Nếu tôi hát được thì chú chấp nhận. Tại chú làm rồi chú đời nghĩ lên thường vụ hoặc thống nhất thôi. Tại chú có quy mà. Chứ tôi nói vậy làm nào, tôi nói mày nó tầm bậy mày hát khách có nhịp hát phách nên bỏ được. Thôi giờ cháu hát thứ được không? Ông vậy là dự dân ư đồng mà ư quan để mà đưa dân ư chúng thác ư dòng ư tên đàn ư người ta nói thì mà ư biết rồi thâu giờ cháu hát này dự dần ư đồng ư quan đặng mà đưa dòng chúng thác ư dòng tên đàn cháu bỏ bớt cái xấu còn cả ba. Thì ông nói hay quá tuyệt, vậy là được rồi. Cũng như ông Trần Đình Sanh, bây giờ Tiên Lãnh đã như là quê hương thứ hai với hầu hết anh em trong đoàn tuồng Quảng Nam ngày trước. Ngày giặc đến thì núi kia là căn cứ, đêm giặc đi thì những nếp nhà này là mái ấm của họ, và từng mảnh đất trống ở đây đều trở thành sân khấu. Sợi dây tình cảm cật ruột này còn nối dài đến cả thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay của nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh, vốn được hình thành từ cái nền của đoàn tuồng giải phóng Quảng Nam. Năm 1971, đoàn đi bắt tập huấn trở về Quảng Nam cùng với lực lượng diễn viên được bổ sung đông đảo, gồm tất cả 45 người. Lúc này, tình hình chiến trường đang phát triển thuận lợi. Vùng giải phóng liên tục mở ra, nên khu ủy khu 5 quyết định rút đoàn tuồng Quảng Nam về khu, sáp nhập cùng đoàn tuồng của khu ủy, với tên gọi mới là Đoàn tuồng Giải phóng Trung Trung Bộ, còn được gọi là Đoàn tuồng khu 5B. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, Quảng Nam Đà Nẵng giải phóng. Từ trên xanh, đoàn tuồng khu 5B kéo xuống biểu diễn phục vụ đồng bào các vùng mới giải phóng như Tiên Phước, Hội An, Tam Kỳ, rồi gia nhập vào đoàn quân giải phóng đang thần tốc xuôi vào phương Nam, tiếp tục lần lượt phục vụ đồng bào ở các đô thị vừa mới được giải phóng từ Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang. Và ngày nay, trong những dịp kỷ niệm thành lập đoàn tuồng giải phóng Quảng Nam hay ngày lễ 30 tháng 4, Tiên Lãnh luôn là một địa chỉ biểu diễn của nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh.